tớ đi ra, tớ nhìn, ôi, hôm nay trời nắng quá. Các con ơi, các con đã lớn rồi. Hôm nay các con hãy tự vào rừng kiếm thức ăn nhé. Các con có đồng ý không? Đồng ý đi. Có hả? Có kia đấy. Có kia đấy. Có hả? Thế là đây là cái mào. Mào cả. Rồi, thế là hai bạn gấu, hai anh em nhà gấu đồng ý để vào rừng kiếm ăn. Thế là hai anh em dắt tay nhau đi vào rừng tìm thức ăn. Hai bạn đi vào rừng tìm thức ăn đi. Các bạn tưởng tượng đây là một khu rừng nhá. Tưởng tượng đây là một khu rừng này có rất là nhiều cây này. Hai bạn đi tìm thức ăn, giả vờ tìm kiếm đi. Các bạn nhìn xung quanh có thức ăn không nhỉ? Thức ăn, nhìn quanh. Ôi chẳng có, đói quá. Ôi tìm mãi từ sáng bây giờ, mệt quá. Bạn này giả vờ mệt đi. Ôi mệt quá, mồ hôi chảy mà. Ôi mệt quá. Đúng rồi. Bạn đến, giả vờ mệt đi. Ôi mệt quá. Em nói đi. Mệt quá đi. Ôi mệt quá. Dạ phải đúng là mệt mà. Ôi mệt quá. Thế là hai anh em tìm mãi chẳng thấy thức ăn đâu cả. Bỗng nhiên hai chú gấu nhìn thấy gì kia? Ở phía góc bên trời có gì kia? Có gì đấy? Ôi đúng rồi, có bánh mì. Hai anh em là gấu cùng reo lên. Bánh mì đói quá. Bánh mì của tôi. Hai anh em cùng cầm lên. Bánh mì của em. Bạn Hiến bảo đi, bánh mì của em. Gấu anh bảo thế nào, Toki bảo thế nào? Bánh mì của anh. Và Toki diễn kịch rất tốt nào. Bạn Toki nói to hơn một tí nữa là rất hay này. Bánh mì của anh. Đúng rồi, rất giỏi. Hai bạn đóng gấu rất giỏi đúng không? Mời hai bạn về chỗ. Hai bạn về chỗ. Bây giờ hai bạn khác. Rồi, hai bạn này lên làm gấu. Gấu anh và gấu em. Nào, các bạn tưởng tượng nhá. Các bạn đang tưởng tượng các bạn. Bạn này là gấu anh này. Đồng ý không? Đóng gấu anh này. Bạn này đóng gấu em này. Hai bạn cầm bánh mì nào. Cầm bánh mì cùng tranh nhau nào. Bánh mì này là của anh. Nói đi, bạn mèo nói đi. Bánh mì này là của anh. Mèo nói to, mèo nói rất tốt. Cả chúng tin là mèo nói được nào, mèo nói nào. Bánh mì này là của anh. Mèo nhắc lại đi. Có nhắc được không? Nhắc lại, nói được đấy. Nào, bánh mì này là của anh. Mèo tưởng tượng nhá, mình đang rất là đói bụng này. Và mình nhìn thấy một miếng bánh ngon. Mình sẽ nói thế nào nhỉ? Bánh mì này là của anh. Mèo nói xem nào. Mèo nói đi. Mèo rất là giỏi và rất tự nhiên các bạn. Các bạn cho mèo một tràng vỗ tay nào. Vỗ tay hai mèo đi. Bánh mì này là của anh. Mèo chỉ đứng lại thôi. Mèo nói chú Quang khen nào. Bánh mì này là của anh. Nói đi. Không nói được à? Chưa nói à? Tí nữa lát nữa nói nhá. Nào, bạn khác bạn. Mời bạn công an. Công an lên đóng mèo. À gấu. Gấu nào? Gấu nói thế nào? Nói đúng to lên. To nào. Bánh mì này là của anh. Bánh mì này là của anh. Nào, bạn mèo nó. Bạn này là bạn gì nhỉ? Út nói đi. Bánh mì này là của em. Út nói đi rất là giỏi nè. Út nói đi nào. Rồi các bạn nghe tiếp nha. Các bạn tưởng tượng đây là hai bạn gấu này. Gấu đang tranh nhau. Bánh này là của anh.